Dạ, A Di Đà Phật, con thưa thầy cùng tất cả mọi người ở đây. Con có một cái thắc mắc như này thầy. Con đọc qua nhiều câu chuyện trong cuộc sống thì không biết là các tác giả là thường là khuyến khích mọi người là trong cuộc sống thì mình nên hy vọng nhiều để có một tương lai tươi sáng, hoặc là làm một việc gì đó mình hy vọng, mình đặt niềm tin hy vọng đó càng nhiều thì ắt là việc đó sẽ thành công. Nhưng mà thực tế thì con nhận thấy là ví dụ như con thi cử, tham gia thi cử hoặc là làm một việc gì đó mà con hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Và con nhận thấy là điều đó rất là đúng thầy. Và con liên tưởng tới bài giảng của thầy rằng khi mà mình làm một việc gì đó, mình cứ chánh niệm tỉnh giác trong sáng với việc làm đó, đừng nên đặt niềm tin quá nhiều, không phải đặt niềm tin quá nhiều mà giống như là mình để cho nó diễn ra một cách là tự nhiên, không có đặt cái ý nghĩ ý niệm của mình vào trong đó, cái mong muốn cái yêu cầu của mình trong đó thì mọi việc sẽ suôn sẻ và tự nhiên, không có thất bại. Thầy giải đáp cho con cái thắc mắc, thấy con cảm thấy nó mâu thuẫn ạ. Ừ. Thì thực ra là con mặc dù là có lẽ chưa quen với một số từ Phật học cho nên nói hơi lúng túng, nhưng mà cái ý thì rất rõ ràng, cái ý thì diễn đạt rất rõ ràng. Thực ra đó, nó có một cái tức cười, bởi vì bởi vì câu chuyện cuộc đời là một câu chuyện rất là lý thú. Cuộc đời đó là nó vừa là con đường để đưa đến Niết Bàn, mà cuộc đời cũng là vừa là một con đường đi đến sinh tử. Mà phải nhờ trải qua cái cuộc đời này thì mới là thấy ra được tất cả mọi cái nào là sinh tử, cái nào là Niết Bàn. Nhưng mà rồi á mới là thấy là thì té ra là khi mà giác ngộ rồi á thì mọi chuyện là nó rất là hữu lý, tức là hợp tình hợp lý vô cùng. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này nó hợp tình hợp lý vô cùng. Bởi vì rõ ràng là thế này, hồi nãy thầy có nói đó, là từ một đứa bé mà sinh ra trên cuộc đời này thì lúc đầu đó là nó thu nhận cái ngoại cảnh để mà nó có tiếp xúc với cái ngoại cảnh nào thì nó là biết thêm được cái này, nó biết thêm được cái kia đó. Từ trong cái biết thêm cái này cái kia đó đó thì luôn luôn đó, nó có một cái nguyên lý là thế này: cái gì mà mình chưa biết thì luôn là mình muốn khám phá, và cái gì mà mình chưa biết thì là luôn là mình tưởng tượng. Thế mà cái gì mình chưa biết là mình cứ tưởng tượng à, mà vì tưởng tượng cho nên mình muốn khám phá sự thật. Đây là một cái động lực cũng là kỳ lạ, bởi vì á cái động lực này á chính là đưa đến cái luân hồi sinh tử, nhưng mà cũng chính cái động lực này đưa đến giác ngộ giải thoát. Như hồi nãy thầy nói đó, tức là bây giờ mình không biết cho nên mình tưởng tượng cho nên mình mới là cố gắng để mà là hành động để đạt được cái mà mình tưởng tượng, để đạt được cái mình tưởng tượng, tức là để thấy ra được cái mình tưởng tượng, hay là mình muốn đạt được cái mình tưởng tượng. Thì trong cái quá trình đó đó là con người là luôn kiểm duyệt, tức là loại bỏ cái này rồi lấy cái kia. Nhưng mà đi một vòng quanh cái cuộc đời này thì chính cái mình bỏ sau này mình lại lấy, chính cái mình lấy sau này mình lại bỏ, nó cứ vậy à. Cái nhìn lại một cách tổng quát á thì cái cuộc đời nó là như vậy. Thành ra cuối cùng á con người lại trải qua một cái khám phá, có thể là từ cái ảo tưởng, từ cái tưởng tượng, từ cái tham vọng, từ cái bỏ cái này lấy cái kia, cuối cùng á thì té ra mình cũng không bỏ được cái nào cả, mà mình cũng không có lấy được cái nào cả. Cái mình lấy cuối cùng cũng không được, cái mình bỏ thì mình sẽ gặp lại.
rốt cuộc là cái cuộc đời nó cứ sẽ phải là mình cứ trải nghiệm. Thì chính cái trải nghiệm này đó là cái luật nhân quả nghiệp báo. Tức là anh muốn làm gì thì làm, anh muốn hoạt động gì thì hoạt động, anh muốn xử lý cách nào đó thì xử lý. Rồi Pháp cũng vẫn là trả lời cho anh qua nhân quả nghiệp báo. Để anh thấy ra sự thật, anh cho cái này là hạnh phúc thì anh cứ làm. Nhưng mà anh làm rồi thì anh sẽ thấy đau khổ. Đau khổ rồi thì anh lại bỏ đi, rồi anh lại lấy cái khác. Cái khác rồi cũng như vậy, cứ cái quy trình đó anh cứ làm mãi, cho nên anh khám phá ra cái cuộc đời này. Khi anh khám phá đó, thì quá trình khám phá là gì? Quá trình khám phá là loại bỏ đi những cái ảo tưởng để thấy ra sự thật. Hóa ra cuộc đời cũng là kỳ lạ. Cuộc đời lại là luân hồi sinh tử, nhưng mà có trải qua luân hồi sinh tử mới giác ngộ giải thoát được. Cho nên nếu như một cái người mà nghĩ rằng là mình có thể là chỉ cần bỏ ra 2 năm hay là 3 năm hay 10 năm để mình hoàn toàn tu tập thì mình sẽ giác ngộ giải thoát, có thể không có đâu. Thế mà còn 20 A tăng kỳ kiếp nữa thì vẫn phải 20 A tăng kỳ kiếp thôi, không có cách nào khác. Bởi vì anh làm kiểu gì đó thì anh cũng phải trải qua tất cả mọi thứ để thấy ra, thì lúc đó anh mới giải thoát được thôi. Còn cái thứ gì mà anh vẫn còn nằm trong tưởng tượng, cái gì mà anh vẫn còn muốn bỏ thì vẫn còn luân hồi sinh tử. Nhưng mà không sao cả. Thực ra khi mà thầy phân tích những cái điều này á, không có nghĩa là thầy nói mọi người phải là giải thoát giác ngộ liền. Không phải nói như vậy, nhưng mà nói ra để mà thấy ra, để mọi người thấy ra, để mà đi một cách thoải mái, tự tin. Còn nếu như con đường của mình còn 10 cây số thì phải đi 10 cây số, chứ không còn cách nào khác. Nhưng mà cứ qua 10 cây số đó thông thả mà học ra bài học của mình. Đừng có làm mất thì giờ bằng cách là cố gắng để mà cái là như tôi này là chính những người chịu khám phá cuộc đời, chính những người chịu trải nghiệm cuộc sống thì những người đó sẽ giác ngộ trước. Cho nên nếu mà mình hiểu sai một cái thì chính những cái người mà gọi là tu hành đó là những người nó sẽ giác ngộ lâu nhất. Tại vì sao? Là vì họ tưởng rằng là họ sẽ trốn tránh cái bài học để mà giác ngộ cuộc đời này. Họ chỉ cần vào một cái chỗ nào đó họ yên tĩnh, họ tu hành thì họ sẽ là giác ngộ giải thoát á, là không có đâu. Nhưng mà bây giờ ví dụ như có một người, người ta đã đến cái, người ta đi hết 99,9 của đoạn đường rồi, thì bây giờ người ta đâu có cần làm gì nữa, phải không? Lúc đó là đương nhiên là còn mấy bước nữa là người ta tới rồi á, thì ta đâu cần phải là nói để tôi phải trở lại từ đầu để tôi đi nữa đâu. Thì cái người đó là thì đương nhiên là cái người đó là Đức Phật ngoài nói cái là giác ngộ giải thoát liền, là A La Hán liền. Nhưng mà cái người mà còn ở trong cuộc đời này mà nghĩ rằng là mình có thể chấm dứt luân hồi sinh tử đi thì điều đó không có được. Mà muốn chấm dứt luân hồi sinh tử phải luôn phải tự khám phá chính mình, phải khám phá cuộc sống. Cho nên tại sao mà mình phải tinh tấn chánh niệm tinh giác, là bởi vì mình phải luôn khám phá sự thật, đừng có bỏ quên cái sự khám phá nó đi. Đừng có bỏ quên cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đừng có quá vội vàng mà muốn giải thoát, đừng có nghĩ rằng là mình theo một phương pháp nào đó để mình tu tập là vì chính mình mau giải thoát. Thực ra chính là kéo dài thời gian ra thôi. Vì vậy cho nên á, cái điều quan trọng không phải là con có ước mơ hay là không có ước mơ, có tham vọng hay không có tham vọng, mà là con có đủ trầm tĩnh sáng suốt để học ra tất cả những bài học đó.
trong cái quá trình sống trong cuộc đời này hay không. Nhưng mà chính bài học, chính bản thân con thấy ra đó, tức là mình càng ước vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều, mình càng muốn hạnh phúc nhiều thì càng đau khổ nhiều. Đó chính là những cái điều mà mình đang khám phá ra đó. Không khám phá ra được những cái định, cái luật này thì không giác ngộ được. Nhưng mà mình có trải nghiệm rồi mình mới khám phá ra được. Tức là mình có đi học, mình có đi làm, rồi mình có những ước vọng, rồi mình có những cái thế này thế kia, rồi nó mới có những đau khổ, có những phiền não, có những thất vọng. Khi đó mình mới hiểu ra được bản chất của cuộc sống là gì, giác ngộ là gì. Cho nên á, là cái thiền mà gọi là thiền Vipassana đó, Vipassana có nghĩa là thấy ra sự thật thôi, chẳng có gì hết á. Tức là cứ sống, cứ chiêm nghiệm, cứ trải nghiệm để thấy ra sự thật. Thì có một số người là họ quá chủ quan, cho nên họ nghĩ rằng là họ bày ra một cái phương pháp thiền để rồi người nào mà cứ vô theo phương pháp thiền này thì sẽ là giác ngộ giải thoát mau. Không có cái chuyện đó. Ai cũng phải trải qua bài học của cuộc sống. Người nào học rồi thì thôi. Đương nhiên bây giờ một cái người mà đã học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi thì đương nhiên vô là phải học lớp 5 thôi, chứ ai học lại lớp 4 làm gì. Nhưng mà nếu mới vô học mà đòi học lớp 5 liền thì đâu có được. Là phải học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thôi. Không có cách nào khác hết. Có thể trong cuộc sống có những người khác nhau. Khác nhau là bởi vì thế này. Người này thì trải nghiệm cái điều này. Còn do cái nhân duyên mà người kia là trải nghiệm điều kia. Do đó có vẻ như người này sáng hơn người này cái về mặt đó. Nhưng mà cái người bên này lại là sáng hơn cái mặt khác. Rồi cái người ở bên này này phải học lại cái người của cái bài học của người bên kia. Cái người bên kia lại phải học lại cái bài học của người bên này. Cho nên đừng có người này cười người kia gì hết. cứ là trải nghiệm thực cái cuộc sống này. Để mà chiêm nghiệm thực, tức là phải nhận thức trực tiếp, nhận thức trực tiếp lại chính mình. Thì rồi những cái bài tới thầy sẽ chỉ cái cách làm thế nào để mà mình nhận thức được trực tiếp bằng những cái yếu tố, mình sử dụng những yếu tố nào, những yếu tố mình đã có sẵn, chứ không phải là mình phải vay mượn bất kỳ ai, mình không theo bất kỳ phương pháp nào, không cần phải theo ai hết, vì mỗi người đã có sẵn có những yếu tố mà mình sẽ sử dụng những yếu tố đó để mình tự khám phá mình. Vì vậy cho nên mình cứ yên tâm mà sống. Tất cả các pháp mình đó là mình là muốn loài những cái pháp nào mà nghịch, mình muốn cái pháp nào mà thuần thôi. Nhưng mà pháp thuần hay nghịch gì, tất cả mọi cái pháp đó ở trong cuộc sống này đó, đều giúp cho mình giác ngộ hết đó. Nếu mà mình muốn làm được một cái gì đó thì nó có thể trở ngại cho mình. Nếu mình muốn làm một cái gì đó thì pháp sẽ trở nên là trở ngại. Bởi vì sao đó? Khi mình muốn làm cái đó là mình làm theo cái ý chủ quan của mình. Cái trở ngại này cũng không phải để mà phá mình, mà cái trở ngại này để cho mình học ra được bài học mà mình đã chủ quan để mà mong muốn đạt được cái này cái kia gì đó, thì pháp sẽ trả lời cho mình thấy ra được là nó không phải như vậy. Học lại đi. Học lại đi. Cho nên mình phải là vẫn tiếp tục phải chiêm nghiệm, phải tiếp tục học hỏi, tiếp tục thấy ra sự thật. Chứ đừng trốn chạy. Rất nhiều phương pháp tu tập là trốn chạy sự thật để được yên ổn. Mà được yên ổn là cũng là một cái sự là tập thành. Tức là cũng vẫn là cái tạo thành cái bản ngã. Cứ pháp gì đến đi như thế nào đó thì mình cứ thấy như vậy. Đó là cái cách tốt nhất để mình thấy ra sự thật. Có phải là con hỏi như vậy không? Có phải là con hỏi như vậy và con có hiểu không? Đừng có nghe một cách thụ động. Nếu mà cái nào mà mình chưa có thấy ra được á, thì phải nên là hỏi, nên đào sâu vào.